Trở lại với giải bóng đá thiếu niên Nhi đồng Cúp truyền hình BRT năm 2020. Thưa quý vị, là địa phương thứ 5 trong tỉnh tổ chức giải bóng đá thiếu niên Nhi đồng nhằm tuyển chọn lực lượng tham dự Cúp truyền hình BRT năm 2020. Huyện Châu Đức để lại ấn tượng mạnh mẽ về quy mô và sự hoành tráng của giải đấu. Giải đấu thực sự là ngày hội bóng đá của trẻ em trên địa bàn huyện. Cụm sân bóng đá mini trung tâm văn hóa thông tin và thể thao huyện Châu Đức trong ngày khai mạc giải bóng đá thiếu niên Nhi đồng huyện Châu Đức năm 2020 đông như hội. 31 đội bóng với 350 cầu thủ cùng đông đảo người dân, lãnh đạo, doanh nghiệp tại địa phương cùng tham dự khai mạc sự kiện thể thao có thể nói là được mong đợi nhất vào dịp hè. Giải đấu như ngày hội bóng đá cũng thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo ngành chức năng huyện Châu Đức đối với trẻ em, với sân chơi ngày hè dành cho trẻ em. Ngay từ khi có kế hoạch tổ chức giải cấp tỉnh năm 2020 của Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, thì Ủy ban nhân dân huyện Châu Đức đã có sự chỉ đạo đến các ngành liên quan và các địa phương trong huyện. Trong đó là yêu cầu tất cả các địa phương phải tổ chức giải cấp xã thị trấn ở hai lứa tuổi U11 và U13 để tuyển chọn được lực lượng nòng cốt ưu tú nhất để tham gia giải cấp huyện. Nhờ cái sự chỉ đạo đó thì năm nay giải cấp huyện đã thu hút được 15 đội tuyển U11 và 16 đội tuyển lứa tuổi U13 tham gia giải cấp huyện. Thì đây là một số lượng các đội tham gia giải phải nói là nhiều nhất ở của cấp huyện từ trước đến nay. Lễ khai mạc tổ chức bài bản, chú đáo, hứa hẹn giải đấu sôi động. Giải bóng đá thiếu niên Nhi đồng huyện Châu Đức có sức lan tỏa sâu rộng đến nhiều người, không chỉ là trẻ em, không chỉ đam mê bóng đá. Tôi thì cũng có đứa cháu ngoại nó cũng tham gia cái giải này. Thì mình đã lớn tuổi rồi nhưng mà có cái lớp tuổi ngày xưa, tôi cũng 14, 15 tuổi, tôi cũng đã từng tham gia vào những cái giải này của ở Vũng Tàu. Thì cũng mong muốn cho cháu mình nó cũng có cái năng khiếu rồi thì nó tốt hơn để vào những cái đội tuyển của huyện chẳng hạn. Ước mơ của con là được giống như anh Quang Hải và sân chơi huyện Châu Đức là sẽ chấp cánh cùng với ước mơ của con. Giải bóng đá huyện Châu Đức là một sân chơi bổ ích cho các con và các bạn và con mong năm sau sẽ được duy trì tiếp. Tổ chức giải bóng đá quy mô bài bản, ngành chức năng huyện Châu Đức cũng kỳ vọng tiếp tục cổ vũ, thúc đẩy sân chơi lành mạnh trong mùa hè cho thiếu niên Nhi đồng. Qua đó tìm kiếm phát hiện những nhân tố mới cho môn thể thao vua. Như mùa giải Cúp truyền hình BRT đầu tiên 2019, Châu Đức đã xuất hiện những tài năng bóng đá lọt vào mắt các nhà tuyển trạch đào tạo bóng đá chuyên nghiệp.